Hello, chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với cái video mới nhất của mình về MotoGP. Như vậy là trong cái video tiếp theo này, mình sẽ nói về Yamaha và cái video cuối cùng mình sẽ nói về Honda. Hy vọng là mình có thể là lên sóng cái video cuối cùng về Honda vào ngày mai. Nhưng mà video ngày hôm nay sẽ nói về Yamaha. Yamaha cũng như là Suzuki cũng phải đối mặt với các cái áp lực đến từ các cái tay đua của họ. Đặc biệt Yamaha càng được chú ý hơn khi mà mùa giải năm 2021 là mùa giải mà Fabio Quartararo giành chức vô địch. Nhưng mà mùa giải năm 2021 cũng đánh dấu rất là nhiều sự kiện đáng nhớ, đáng quên đối với đội đua đến từ Iwata, Nhật Bản. Chúng ta có thể nhắc lại là vụ ly hôn giữa chừng giữa dòng mùa giải của Yamaha và Maverick Vinales. Rồi cuối năm thì Valentino Rossi giải nghề. Rồi đến mùa giải năm 2022 này thì tuyển thêm... Trước đó thì đã tuyển Andrea Dovizioso chạy mấy vòng cuối ha. Rồi sau đó là... Darin Binder cũng đặt một cái dấu hỏi rất là lớn đối với các cái đối với Yamaha, khi mà Darin Binder chỉ mới chạy Moto 3 thôi chứ chưa được chạy Moto 2 nữa, nhưng mà cuối cùng cũng được lên MotoGP rồi trước bao sự ngỡ ngàng. Rồi Dovizioso thì đã qua cái thời kỳ đỉnh cao, đã qua cái thời sức chiến đấu rồi, và cũng càm ràm phàn nàn khá nhiều về chiếc M1, tại vì bây giờ ảnh đã chạy động cơ V4 quen rồi thì không thể nào mà một sớm một chiều có thể là thích ứng với cái triết lý, thích ứng với cái tính cách của chiếc M1 được. Cho nên là các cái tay đua của Yamaha cũng cảm thấy rất là khó khăn. Cái chiến thắng của Fabio Quartararo mùa giải năm ngoái thì nó cũng không khỏa lấp đi được bao nhiêu. Rồi Franco Morbidelli thì các bạn thấy là cái chấn thương đầu gối cũng vẫn còn là chưa được 100% đâu, vẫn còn là những cái sự khó chịu. Mặc dù là Morbidelli đã rất là cố gắng rồi, nhưng mà những cái chấn thương như thế này thì nó khá là dai dẳng ha. Rồi quay lại cái chuyện của chúng ta thì Yamaha vẫn mang đến rất là nhiều các cái bộ phận mới, các cái chi tiết mới để mà test ở Sepang này. Chúng ta có thể kể ra là động cơ được nâng cấp này, rồi khung sườn mới này, rồi một cái bộ cánh gió mới này, và tí những cái thứ khác. Nhưng mà cũng giống như là Suzuki thì các cái tay đua của Yamaha vẫn cảm thấy là không đủ, không bị thuyết phục bởi những cái nỗ lực mà các cái kỹ sư ở nhà máy đã làm đối với chiếc M1 ha. Nói như vậy không có nghĩa là Yamaha không có cải thiện gì, mà các bạn cần phải hiểu ở đây là cái sự mong đợi của các cái tay đua không được đáp ứng đó. Mặc dù là Yamaha và M1 vẫn cải tiến, vẫn cải thiện, vẫn chỗ này chỗ kia, nhưng mà các cái tay đua họ muốn nhiều hơn, họ muốn một chiếc xe mạnh hơn, họ muốn một chiếc xe theo ý của họ nhiều hơn để mà họ có thể là chiến đấu cho mùa giải năm nay. Chúng ta có thể kể ra cái phát biểu của Franco Morbidelli là chiếc xe cảm giác nó rất là giống cái phiên bản năm ngoái, mặc dù là về top speed thì nó có cải thiện đó, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Đặc biệt là cái bộ khung sườn mới của M1 á, thì các cái tay đua cảm thấy không có thoải mái một chút nào cả khi mà chạy cái khung sườn mới này. Morbidelli thì không thích này. Rồi còn Fabio Quartararo thì cũng không có dành nhiều thời gian cho cái khung sườn mới này. Và hai tay đua của Factory lại quay về sử dụng cái bộ khung năm 2021. Cái bộ khung mới thì nó cứng hơn. Đặc biệt là khi mà chạy với lốp mới thì nó ok, nhưng mà khi mà chạy với lốp đã chạy rồi gọi là used tires thì nó phức tạp hơn một xí. Cho nên là Yamaha phải tìm cách là khai thác được cái thế mạnh mới của cái khung sườn này để mà cho chiếc M1 có thể là cạnh tranh hơn nữa. Nhưng mà chê nhiều rồi thì bây giờ cũng phải khen một cái, đó là cái bộ khí động học mới của Yamaha thì gây ấn tượng đối với các nhà quan sát và cũng như là các nhà phân tích. Tại vì cái cánh gió của Yamaha bây giờ nó bè ra. Nếu các bạn nhìn vào những cái chiếc xe năm 2021 á, thì chúng ta thấy là chiếc xe M1 á, thì nó hơi cái diện tích ngang ra như thế này á, thì nó nhỏ. Nhưng mà cái phiên bản 2022 á, thì nó lớn hơn để mà tạo ra cái lực ép xuống mặt đường nhiều hơn để mà tăng tốc này, để mà khi mà thoát cua thì chiếc xe nó không có bị wheelie đó các bạn. Rồi cái bộ aero này thì phù hợp
ở những cái trường đua mà có nhiều cái đoạn đoạn cần tăng tốc, tức là những cái trường đua có cái tốc độ trung bình chậm gọi là slow track ha. Trong những cái bài trả lời phỏng vấn của mình thì Quartararo nói là chấp nhận những cái gì đang có và sẽ cố gắng là đẩy cái giới hạn của bản thân, đẩy cái giới hạn của chiếc xe mình đang có, chứ không thể nào mà đòi hỏi Yamaha có thể làm hơn được nữa. Thì tình hình Yamaha thì các bạn cũng biết là mình đã làm rất là nhiều các cái video trước mùa giải rồi, và các bạn cũng phần nào đoán được thì hiện tại chỉ có tài năng của Quartararo là có thể là khai thác được cái thế mạnh của chiếc khai thác được cái thế mạnh và khắc phục được những cái điểm yếu của chiếc M1 mà thôi. Thì Quartararo cố gắng là tập trung khai thác thế mạnh của bản thân và của chiếc xe, chứ không có tìm cách khắc phục những cái điểm yếu nữa, tại vì sẽ mất quá nhiều thời gian để làm cái chuyện đó, thay vì là chúng ta chỉ cần tập trung vào những gì chúng ta làm tốt mà thôi. Đó cũng là một cái triết lý rất là hay các bạn à. Rồi Quartararo cũng cũng cởi mở với những cái lời đề nghị cho mùa giải năm 2023 nữa, cho nên là chúng ta thấy là nếu mà mùa giải năm nay không có cái biến chuyển gì, cũng như là không có cái đột phá gì, thì mùa giải năm 2023 sẽ là một cái mùa giải đầy biến động về nhân sự, khi mà Fabio Quartararo có thể ra đi, rồi những cái xáo trộn khác nữa, rồi chúng ta có những cái tay đua khác của Yamaha, chẳng hạn như là Dovizioso cũng có thể là đua dựa vào cái thành tích để xem là có tiếp tục hay không. Nói chung là một cái mùa giải cũng đầy sóng gió, đầy biến động đang chờ đợi team Yamaha ha. Rồi, đó là cái bài của mình về Yamaha. Mình đã nói về Yamaha rất là nhiều rồi, thực sự là rất là nhiều rồi. Cho nên là các bạn cũng có thể đoán được, là nhìn nhận được là hiện tại Yamaha là như thế đó. Yamaha có một triết lý mà mình xin nhắc đi nhắc lại, đó là cái gì mà nó đang hoạt động tốt á, thì không có thay đổi, và nếu có thay đổi thì thay đổi từng chút từng chút từng chút một, chứ không có tạo nên một cái cuộc cách mạng. Có lẽ là sẽ rất là khó để mà chúng ta có thể lặp lại cái thời giai đoạn 2003 2004 đó, khi mà Rossi từ Honda qua Yamaha đó, thì có một cái tay đua mà có thể vực dậy cả một cái hãng xe, cả một cái đội đua, vực dậy về cái tinh thần chiến đấu như vậy để mà mọi người cùng nhau cải thiện chiếc xe. Rồi tình hình Yamaha là như vậy ha. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Bye.